Thân mến, kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh NDT Audio. Và trong thời gian vừa qua thì Tài có đọc qua những cái dòng comment của những khán giả có yêu cầu làm video chia sẻ về cái âm thanh ba quay và cách chia quay ra. Thì hôm nay Tài sẽ gửi đến mọi người một cái video này về cái cách mà setup về âm thanh ba quay. Thì cái điều trước tiên mà Tài nói trước, để mà chúng ta chia quay cho loa ra thì chúng ta phải có những cái thiết bị được gọi là rất quen thuộc ở thị trường, đó là crossover. Thì crossover nó có rất là nhiều dạng. Ví dụ như crossover cơ thì nó sẽ có là hai quay, và nếu mà chúng ta đánh CT nó sẽ là CT hai quay, và mono nó sẽ là ba quay. Và có những cái crossover CT sẽ là ba quay mà mono nó sẽ là bốn quay đó. Còn hôm nay thì Tài sẽ làm trên một cái chiếc là Ultra Driver Pro DCX2496 của hãng Behringer. Thì đây là một cái code số. Thì ở đây nó sẽ được đầy đủ hết mà chúng ta có thể tùy biến được. Còn cái code cơ á, thì chúng ta chỉ có nhiêu đó và chúng ta phải theo nó. Ví dụ như code cơ nó cho cái lỗ, cái ngõ ra phía sau đó là ngõ sub, thì chúng ta phải theo nó. Còn cái con số này chúng ta tùy biến nó được, chúng ta muốn ngõ nào ra như thế nào đó là tùy ý chúng ta. Thì rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như Tài sẽ để về cái màn hình chính của nó như thế này, và mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có là low mid high ha, ở trong đây nè, low mid high, low mid high, và ở đây sẽ có một cái chữ sub đó. Thì đây là sub mà Tài đã cài đặt cho nó, là cái giữa cái hai cái ngõ sub á, nó sẽ được sum lại với nhau là cái ngõ bass. Thì ta tạm dịch ra tiếng Việt mình thì ở đây gọi vậy cho nó dễ hiểu nè: bass trung treble, bass trung treble, đó là ba đường tiếng ha. Thì bên đây, phía bên tay bên này thì mọi người sẽ có được 6 cái ngõ ra. Để đặt cái cam sang bên đây chút xíu đó. Thì bên đây chúng ta sẽ có cái 6 cái ngõ ra như thế này. Để thu gần lại tí xíu. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có 6 cái ngõ ra. Thì chúng ta sẽ quản lý được. Đầu tiên, ngõ số 1 sẽ là lo bass, và đến ngõ số 2 sẽ là lo trung, đến ngõ số 3 sẽ là lo treble. Và tiếp tục sang bên đây, ngõ số 4 sẽ là lo bass, và số 5 sẽ là trung, số 6 sẽ là treble. Tại vì chúng ta âm thanh thì phải hai kênh led và right, trái phải đó, thì 1, 2, 3 sẽ là bên led và 4, 5, 6 sẽ là bên phải đó, cứ bên trái, bên đây là trái, bên đây là phải. Và dĩ nhiên thì chúng ta phải có những cái công suất để phát ra đó, công suất phát cho lo bass, công suất phát cho lo trung, công suất phát cho lo treble. Và tại sao mà âm thanh người ta lại chia ra như thế này? Nhưng nếu chúng ta chia ra như thế này thì âm thanh nó rất là hay. Chúng ta quản lý được lo treble, chúng ta quản lý được lo trung. Lo trung thì nếu mà những chiếc loa mà ba quay mà dạng thông thường á, thì làm những cái mạch phân tầng ở bên trong á, cái đó là mạch phân tầng, gọi là mạch phân tầng thụ động thôi đó. Chúng ta thụ động, chúng ta cắt bằng cuộn seal, bằng tụ, rồi dập mát, đó là phân tầng thụ động. Còn đây phân tầng số, và nó cắt là nó cắt ở cái tín hiệu luôn đó, có nghĩa là cái tín hiệu từ mixer, hoặc bất kể tín hiệu của chúng ta, từ vang số hay cái gì đó, vang cơ gì đó, chúng ta đưa nó sang đây là nó sẽ cắt ở tín hiệu trước, sau đó nó mới đưa xuống công suất. Thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải tốn thêm dây loa nè đó. Muốn hay hơn thì chúng ta phải tốn thêm dây loa, rồi tốn thêm, nó cũng lằng nhằng lắm, nhiều kiểu kết nối, là chúng ta phải làm cái loa mà của chúng ta, ví dụ như mọi người sử dụng là một cặp sub đơn đó, là một cặp sub đơn 50 và một cặp full đơn 40. Thì chúng về cái phần full á, chúng ta phải chia ra hai ngõ, treble ra treble, và cái lo full bên trong cái lo bass 40 á, thì chúng ta phải chia ra nó ra một dây nữa để mà nó hoạt động riêng biệt ra hết. Thì chúng ta quản lý nó bao cho mọi người là không bao giờ bị khó lắm, rất là khó để mà gọi là cháy treble được, tại vì chúng ta quản lý được từng loa một mà. Rồi thì bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ trước tiên thì mời mọi người nghe trước về cái âm thanh ba quay ở trên cái chiếc DCX2496 này. Sau đó thì Tài sẽ chia sẻ cùng với mọi người về để cách mà chúng ta chia quay ra. Rồi, nghe nhạc trước mọi người nha. Rồi,
Cái này mọi người phải đeo tai nghe thì nghe nó mới rõ ràng mọi người nha. Đảm bảo mọi người sẽ nói, ủa nghe bình thường nghe đâu thấy gì đâu, thấy bass trung treble bình thường mà. Rồi bây giờ Tài sẽ ngưng nói và để mọi người đeo tai nghe, nghe cho nó rõ. Thì trong lúc mà Tài sẽ, nhạc nó sẽ phát á, Tài sẽ bắt đầu mút từng cái một. Tài sẽ nhấn vào mute ở đây và Tài sẽ tắt sub. À, hai cái này là sub nè. Đây, cái số 1 và cái số 4 sẽ là loa bass ha. Đó, và cái số 2 và cái số 5 sẽ là loa trung. Và cái số 3 và cái số 6 nó sẽ là loa treble. Thì Tài sẽ tắt đi lần lượt từng dải và mở lại từng dải. Tắt thì mọi người sẽ thấy đèn đỏ nó hiển thị lên. Rồi thì mọi người sẽ biết được. Rồi bây giờ Tài sẽ ngưng nói và mọi người nghe lại nha. Mọi người thấy nó rất hay đúng không? Chúng ta quản lý được từng loa một. Chúng ta muốn quản lý cái loa sub. Và chúng ta muốn cái loa sub nó lớn bao nhiêu, chúng ta điều chỉnh bấy nhiêu. Chúng ta muốn cái loa trung nó lớn bấy nhiêu thì chúng ta điều khiển nó bấy nhiêu. Chúng ta muốn cái loa treble nó như thế nào, chúng ta điều chỉnh cái loa treble. Và chúng ta cắt dải từng cái một. Mà chúng ta không cần phải cắt trên những cái phân tầng thụ động làm gì nữa, mà chúng ta trực tiếp vào bên trong loa chúng ta quản lý bằng cái DC 2496 này, chúng ta cắt nó luôn. Và dĩ nhiên âm thanh nó rất là hay. Rồi thì bây giờ Tài sẽ gửi đến mọi người cái cách kết nối và cái cách chia quay cho cái loa full của chúng ta ra. Về phần mà để chúng ta chia quay ở bên trong chiếc loa full ra thì bây giờ Tài sẽ để luôn nó ở bên ngoài như thế này để giải thích cùng với mọi người cho nó dễ hiểu nha. Thì tương tự trên màn ảnh bây giờ thì mọi người sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có một chiếc loa bass 30 và được thông thường thì thường được gọi loa full 30. Đây loa 30 từ neo và đây là một củ treble neo. Đó. Thì một chiếc loa đơn của chúng ta thì phải bao gồm có một củ bass và một củ treble. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta đánh hai quay thì hai quay nó như thế nào? Thì cái hai quay là chúng ta sẽ đánh là sub và full. Thì cái sub á thì nó đã riêng biệt, nó đi là riêng là bass không rồi, nhưng mà còn cái quay còn lại mà chúng ta sẽ thấy ở ngoài phía sau cái ngõ ra của full nó sẽ đề là 2, ở đằng sau cái receiver á nó sẽ đề là chữ 2. Thì ở trong đó nó sẽ hoạt động cả cái dải trung và cả cái dải treble. Đó. Thì hai cái dải nó được hoạt động chung và nó đi ra trên một đường dây loa thì nó được đi chung với nhau, và trung và treble nó sẽ đi chung. Thì dĩ nhiên sau khi đến loa của chúng ta rồi á thì chúng ta phải có cái mạch phân tầng ở bên trong
để chúng ta phân riêng biệt ra cái giải lo trung và cái giải lo trép, nó riêng ra thành hai giải ở bên trong. Còn nếu như chúng ta sử dụng cái vấn đề bao quay như thế này thì nó sẽ như thế này, cái lo bass chẳng cần qua cái gì nữa. Đây thì mọi người thấy Tài đang kết nối vào cái dây loa, đang kết nối vào cái lo bass và được hàng thẳng ra ngoài phía trạm đây, riêng một cái ổ jack xì bít công đó, riêng một cái ổ jack xì bít công nằm bên này. Thì ví dụ như chúng ta phải đánh dấu ở bên ngoài, ở đây chúng ta phải đánh dấu là mid ha, và bên này là chúng ta phải đánh dấu là hai. Thì mọi người sẽ thấy cái lỗ bên này hai nè đó, cái dây này nó được hàng thẳng vào cái mạch này. Tại vì cái này Tài quay demo thì Tài làm một cái mạch như thế này thôi, chứ thật sự nếu mà chia quay ra mà chúng ta đánh trên crossover rồi thì chúng ta chỉ cần sử dụng một con tụ thôi, chúng ta cũng chẳng cần đến cái mạch này đâu. Cái mạch này là cái mạch là cản trép mà bên Tài đang bán. Thì cái này thì Tài làm demo thôi để mà dễ cho mọi người dễ hiểu thôi. Chứ còn nếu mà thật sự mà chúng ta đã chia quay ở trên crossover mà ba quay rồi á, thì cái đường dây trép này nè đó, cái đường dây trép này chúng ta hàng cái lỗ này, hàng là để chúng ta đánh dấu là lỗ 2 là trép rồi á, thì sau khi đi vào chúng ta cho thẳng vào cái trép, và bên cái pha cộng này chúng ta chỉ cần đi qua một con tụ là được rồi. Tại vì chúng ta quản lý trép ở trên cái crossover rồi, chúng ta không cần liên quan đến những cái mạch ở bên trong thùng làm cái gì nữa. Thì mạch thụ động thì không bao giờ mà bằng cái mạch, không bao giờ mà bằng cái phần tầng điện ở bên ngoài đâu. Còn lại là cái phần bắt đầu sau khi mà vào thùng mọi người nha, thì cái dây loa nó sẽ như thế này. Chúng ta phải tốn thêm một sợi dây loa nữa. Thì ở đây Tài có cái dây loa là nó chia ra làm 3 sợi. Thì bao gồm quay thứ nhất sẽ là bass đây, là chúng ta thường xuyên gọi là thùng súp đó mọi người nha. Đó là quay thứ nhất. Rồi tiếp tục hai dây còn lại đây nữa nè. Đây hai dây loa còn lại ha, một dây xanh với một dây đỏ nè. Đó thì bây giờ lên đây. Đó, cái trạm loa ở phía sau bây giờ nó phải như thế này. Đó, ở đây là trung và đến dây đỏ này sẽ là trép. Đó thì chúng ta phải xuất hiện thêm một cái dây cho riêng cho cái loa trép như thế này. Đó thì ngoài ra nó cũng không có tốn kém gì nhiều đâu, nhưng mà chúng ta phải nắm rõ nó thì mới dễ làm mọi người nha. Đó, thì hình thức nó như thế này đây. Đó thì bass trung trép. Đó, nó riêng biệt ra. Về phần kết nối thiết bị thì trên video thì mọi người xem nó sẽ hơi bị lằng nhằng dây nhợ một chút xíu, nhưng nếu mọi người để ý kỹ thì cũng rất là dễ biết mà thôi. Thì như cái chiếc phía trên này là chưa có setup nè. Đó, chiếc phía trên này thì mọi người sẽ thấy nó sẽ có là input A, B, C và ngõ output từ 1 cho đến 6. Đó, 6 cái ngõ out. Và đến đây thì hai cái dây LAN để chúng ta kết nối với hộp router Wi-Fi, và chúng ta điền cái thông tin địa chỉ IP rồi thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để mà chúng ta kết nối, để chúng ta điều khiển cái chiếc DC2496 này. Và đến đây là cái ngõ để chúng ta cắm cáp trực tiếp vào máy tính để chúng ta setup cho nó nhanh hơn là setup trên màn hình của chiếc này. Và ở đây thì ngõ điện vào mà thôi. Thì cái chiếc phía bên dưới này vì setup cho khách hàng cho nên là Tài đã phải ghi ra một cái dòng chữ như thế này để về cho nó dễ kết nối. Thì bao gồm cái ngõ input A và B thì sẽ là led right. Led right của cái phần main out từ trên chiếc mixer chúng ta out sang đây. Còn ngõ C này thì chúng ta sẽ bị dư. Nếu mà chúng ta thiết lập cái chiếc này mà đánh hai quay thì cái ngõ C này chúng ta có thể out thêm một cái ngõ ốc từ bên mixer sang đây để chúng ta làm cái ngõ monitor. Còn bây giờ chúng ta sử dụng ba quay thì C này nó sẽ dư. Rồi 6 cái ngõ out này chúng ta sẽ sử dụng hết. Thì bao gồm ở đây nó sẽ có low mid 2, low mid 2. Thì hai cái ngõ low này bây giờ nè. Đó hai ngõ low này. Trên video này Tài sẽ sử dụng hai chiếc main, bao gồm một chiếc main là 4 kênh và một chiếc main phía bên dưới là 2 kênh. Thì hai cái ngõ low này là bass. Đó, hai ngõ low là bass thì Tài sẽ cắm nó kết nối xuống cái main mà đánh bass. Đó, main phía bên dưới. Rồi, bắt đầu hai ngõ còn lại là hai ngõ trung là mid. Đây mid. Thì hai dây jack này sẽ được kết nối xuống cái chiếc main 4 kênh vào ngõ A và ngõ B. Đó, A, B. Rồi, còn lại hai dây trép. Đó, hai dây trép Tài sẽ kết nối xuống kênh C và D. Đây, kênh C và kênh D. Thì dây loa Tài cũng chia ra nhìn nó rất là dễ biết mà thôi. Đó, dây dưới là xanh đậm. Đó, sẽ đánh bass. Là hai dây loa của loa bass ha, loa sub đó. Rồi, đến hai dây của loa trung, mid. Là Tài sử dụng dây màu xanh lợt. Đến đây là hai dây màu đỏ là loa trép. Rồi,
chút xíu thì mọi người xem điều chỉnh ở trên phía mặt trên đó thì rất là dễ biết thôi. Và bên này thì đây là dây từ bên chiếc mixer nè. Đó, chiếc mixer sẽ được out sang ngõ A và B của DC2496. Rồi bây giờ xin mời mọi người xem về phía mặt trước nha. Trở lại với cái mặt trước này thì bây giờ mọi người sẽ rất là dễ biết nha. Bây giờ thì ở đây là số 1 nè. Đó, 1 và 4 nó sẽ là low, là bass ha. Thì nó sẽ được hoạt động ở dưới cái main hai kênh này. Đó là giải bass. Rồi đến đây, đó, số 2 và số 5 nó sẽ là giải trung. Thì nó sẽ được hoạt động ở cái main 4 kênh là kênh A và kênh B. Rồi đến số 3 và số 6. Đó, đèn nó sẽ được link với nhau nè. Nhấn bên này thì nó sẽ link, nó chớp bên này luôn nè. Đó, thì đến 3 và 6 này sẽ là giải trép. Thì nó sẽ hoạt động ở kênh C và kênh D. Đó. Rồi thì bây giờ Tài sẽ mở nhạc lên và sau đó từ từ di chuyển sang màn hình bên này sang bên này để mọi người sẽ thấy được cái tần số ở bên trong của cái frequency, cái dải frequency của loa nha. Hiển thị cái tần số và chúng ta muốn quét cái tần số loa trung như thế nào cho nó phù hợp với cái chiếc loa của chúng ta. Thay vì chúng ta phải sử dụng bằng cái phân tần thụ động á thì chúng ta phải cắt bằng cuộn cell và chúng ta phải làm hen quấn phải đủ Henry, rồi phải có tụ để chúng ta dập mát. Thì ở trên này chúng ta làm cái tần số đó phù hợp và nó rất linh hoạt, nó theo cái chiếc loa của chúng ta luôn. Đó, chúng ta muốn cắt cái loa nó sáng tiếng quá, nó chói quá, cái loa full nó chói quá, có nghĩa là cái loa bass mà chúng ta thường gọi là loa full đó, mà trong đây thì nó sẽ gọi là loa mid đó. Thì bây giờ chúng ta muốn cắt thục nó lại để cho nó bớt chói đi, nó làm được hết tất cả. Rồi thì giờ trước tiên Tài sẽ mở nhạc. Thì giờ nó sẽ là đầy đủ giải nha. Xéo xéo vậy chắc hy vọng mọi người có thể thấy được nha. Đó, cho nó hơi xeo xeo lên vậy đi. Rồi. Bây giờ bắt đầu ở bên trong này thì mọi người sẽ thấy nó đang hiển thị rồi. Giờ trước tiên Tài sẽ tắt sub và trep đi trước đã. Tắt cái dãy bass và dãy trep. Đây. Rồi còn lại dãy trung nha. Đó, đã tắt nè. Bass và trep tắt rồi. Giờ còn lại dãy trung. Rồi Tài sẽ xả cái này ra. Rồi Tài sẽ nhấn vào cái trung này. Đây mọi người sẽ nhìn thấy cái hiển thị bên trong nè. Đây loa trung nè. Biết thấy không ta? Xíu xíu qua đây tí xíu. Rồi, zoom lại chút xíu nữa. Đây hy vọng là thấy nha. Màn hình nó hơi nhỏ. Thì nếu mà sử dụng phần mềm ở trên máy tính đó, thì nó dễ lắm. Nhìn thấy nó rất là to. Đây rồi nhận thấy rõ đó. 121 Hz. Rồi đến đây là 3,18 kHz. Đó thì có nghĩa là cái biểu tượng của cái loa trung chúng ta đang hoạt động nè. Nó đang hoạt động ở 121. Nó đang hoạt động ở 121 cho đến là 3,18 kHz. Rồi giờ muốn xem sub nó hoạt động như thế nào thì Tài sẽ nhấn vào sub. Đây cái dãy sub nó đang hoạt động là thấp nhất nè. Phía bên dưới này nè, cái thước đo này thấp nhất là 20 Hz. 20 Hz và cho đến 121 Hz. Đó, thì đến đây là 121 Hz nè. Ngoài ra chúng ta đây còn mấy cái bus nữa nha. Bus này đang để bus 24 thôi. Chúng ta có thể chuyển sang bus 48. Nó sẽ dựng đứng cái thẳng tiếng sub lên nữa kìa. Tiếng sub mà ví dụ như bây giờ chúng ta nghe đánh như thế này, chúng ta nghe nó có một cái độ rền. Đánh một cái nghe nó rền ra. Nhưng khi mà chúng ta di chuyển sang cái bus 48 á, nó sẽ dựng đứng thẳng luôn. Còn cái tiếng sub nó quýnh thẳng ra rớt xuống, quýnh thẳng ra rớt xuống, quýnh bụp, cắt bụp luôn. Có nghĩa là nó không có tiếng rền luôn. Đó, thì hiện tại giờ đang là cái mức này. Nhưng mà đối với một số người nào hoặc là chúng ta đi làm âm thanh ở những cái vùng mà nó có bức tường đồ này nọ cản mà chúng ta nghe tiếng sub nó rền quá thì chúng ta có thể sử dụng cái vấn đề chúng ta thay đổi cái bit đó. Ở đây cho mọi người thấy cái nè, bit 24 nè. Đây đang bit 24. Cái này là cái đầu. Cái này có đầu của 20 Hz nè. Cái đầu là nằm đây. Đó, rồi cái này đến cái chỗ này. Đó, dừng thẳng. Ví dụ giờ Tài dừng thẳng hay một cái mọi người nghe thấy nó thẳng cái chỗ này nè. Nhưng mà phải mở qua sub. Còn hiện tại giờ đang ở full. Thôi bây giờ nói về cái phần full đã nha. Rồi bây giờ chuyển qua cái phần full. Đây.
Đó, 121 full nó sẽ hoạt động từ giải chỗ này, từ điểm này cho đến điểm này. Còn cái phần này là phần của Trep rồi. Phần này, phần số 3 nè. Số 3 là của Trep nha. Đó, số 2 là full nè. Đó, số 2 là cái lo mid á. Rồi bây giờ Tài muốn cho cái tiếng trung này nó đục lại. Ví dụ như cái loa trung chúng ta tối quá, cho nó đục lại chút xíu nữa, cắt bớt đi cái dãy nó sáng chói quá đó. Đó, chuyển xuống đây, chuyển xuống 3.18 nè, cắt thục lại nha, nghe tối nè. Mọi người nghe chút nha, đeo tai nghe nha, nghe tiếng trùng tối không. Rồi Tài trả lại. Ví dụ như cái loa trung này của Tài ở đây nó như thế này là nó hoạt động nghe ok nè. Đó, 3.18 kHz. Rồi giờ đến cái trep nha, tắt hết trung đi, tắt trung. Rồi mở trep. Đó, giờ đang mở trep nha. Rồi chúng ta sẽ xem cái dãy trep. Chúng ta muốn hoạt động dãy trep thì cũng tương tự như vậy thôi. Phải xả cái mill này ra và nhấn vào cái trep. Đó, nhấn vào trep, chúng ta sẽ hiển thị đây, giờ nó là số 3. Đó, cái trep nè. Cái trep nó đang hoạt động là 3.18 kHz cho đến 20 kHz là cao nhất, cao nhất của dãy trep. Thì bây giờ mọi người muốn cái trep mà nó lọt cái dãy mid qua nè. Đây. Đó, giờ trep sẽ lọt cái dãy mid nè. Thấy không? Trep lọt dãy mid nhưng mà không ai mà đi thiết lập trep gì hết á. Trep thì phải thục lại. Rồi chờ bài nhạc nó phát lại đó. Đó. Trep mà đâu có ai mà đi tiếng mid vô bên trong trep như thế này. Cái mid này thì chúng ta phải để nằm ở bên trong lo mid. Trep thì chúng ta phải lấy về cái dãy này. 3.18. Này tùy theo từng cái loa trep của mọi người nha. Lo này của Tài ở đây nó vậy. Đó, thì bây giờ cái loa trep của Tài, Tài sẽ cho nó hoạt động là từ 3.18 kHz cho đến 20 kHz. Đó. Rồi giờ mở hết lại, sau đó nghe nó đồng bộ với nhau ha. Thì sau đó Tài sẽ nói đến cái phần sub nữa. Đó, này chúng ta đang nghe đầy đủ hết cả ba dãy bass trung trep. Rồi bây giờ Tài sẽ tắt hết trung và trep đi ha. Trung trep, trung trep. Đó, sub. Rồi tương tự y vậy thôi. Tài cũng xả này ra, rồi nhấn vào sub này. Này sub. Rồi. Đây, cái dãy sub nè. Thấp nhất là 20 Hz rồi đúng không? Thấp nhất 20 Hz. Giờ Tài muốn sub nó lên tức miếng nè, nghe tức. Không? Nó lọt tiếng cao qua luôn thấy không? Lên 184, mà sub thì không ai đánh từ 184 hết á. Sub thì phải đánh từ 120, cũng tùy theo chiếc loa nữa. Như ở đây thì Tài sẽ là 121, 120 sub, giải sub từ 121 về đến 20 Hz. Rồi bây giờ nói về đến cái phần bass nha, Tài sẽ dời lên trên cái bass. Đây mọi người thấy cái bass 24 nè. Đó, bên đây cũng có cái bass 24 nữa nè. Tài sẽ dời lên trên cái bass 24 đây ha. Rồi chuyển nó thành bass 48. Đây. À, nhìn cái, mọi người sẽ nhìn cái này nó thẳng lên luôn nha. Chuyển nè. Thấy chưa? Nó thẳng. Nghe tiếng sub nó đã không? Đó, nó thẳng luôn rồi. Rồi chuyển tới qua đây, lên 48 luôn nè. Bật 48. Đây, nhạc giờ đang đợi nhạc chút xíu. Giờ là mọi người thấy nó thẳng luôn. Đó, thẳng vậy luôn. Rồi giờ để về bắt đầu mở lại ba dãy ha. Nghe tiếng sub nó quýnh sướng lắm. Thì hy vọng là chắc cái video này ngày hôm nay thì những khán giả mà có yêu cầu làm về vấn đề âm thanh bao quay chắc cũng có thể phần nào
biết thêm về chút đỉnh về cái âm thanh bao quay nha. Thì để thực hiện được một video này thì nó cũng thời gian nó cũng rất là cực. Cho nên là mọi người xem thì nhớ ủng hộ nha. Thì vừa rồi thì Tài cũng chia sẻ với tất cả mọi người về những cái tiếng Trung. Tiếng đó chúng ta có thể xoay chuyển được. Ví dụ như bây giờ cho nó hoạt động lại cái dãy Trung. Thì cái quan trọng nhất mà chúng ta đi làm mà nó hay thường gây hú nhiều thì ở Trung và Trép. Thì đối với chúng ta làm ba quay như thế này, chúng ta quản lý được chúng ta muốn trép bao nhiêu, hoạt động bao nhiêu. Ngoài ra nó còn nhiều lắm. Cái DC-2496 này nó còn là compressor, rồi nó giới hạn, rồi nó còn EQ nữa đó. Nhưng mà hôm nay Tài chỉ nói đến cái phần là chúng ta chia quay cho loa thôi đó. Thì ví dụ như hoạt động như lúc nãy Tài làm, mọi người thấy rất đơn giản không? Ví dụ chúng ta muốn cắt cái loa Trung này cho nó bớt lại đó. Nó rất linh hoạt. Thì bởi vì nó là có số, chúng ta chia quay ra chúng ta làm thì nó sẽ linh hoạt hơn những cái cốt mà cốt cơ đó. Thì cốt cơ nó vẫn làm được điều này, nhưng mà nó chỉ mặc định ở một vấn đề của nhà sản xuất. Người ta đã thiết kế ra linh kiện ở bên trong rồi thì nó sẽ mặc định ở đó. Ngoài ra cũng còn phải phụ thuộc đến cái người điều chỉnh âm thanh, phải có cái cảm nhận. Nói chung máy móc đo là một phần, thiết bị xử lý đo là một phần, rồi còn cái cảm nhận giữa cái lỗ tai người nghe nữa. Vậy người ta sẽ cảm nhận được cái loa nào bị lệch pha, nó như thế nào. Đó, nó có rất là nhiều cái mà để nghe vào trong cái âm thanh. Cho nên cái âm thanh này không ai nói hay hết cho cả. Thì đến đây thì video này Tài cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Và Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả của mình vào những video tiếp theo. Xin thân mến chào, tạm biệt.